Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái style tên là Tron Deep. Đây là một style dạng HIP và các bạn sẽ đầu tư đồng coin Tron vào cái dự án này. Có thể nói đây là một dự án chiến nhanh càng tốt nha các bạn, bởi vì lãi suất của những cái style này rất là cao và thời gian mới, cái style này nó rất là mới, thế nên là mình sẽ review cho các bạn nhé. Những cái mà các bạn cần lưu ý ở cái style này đó là các bạn sử dụng đồng coin Tron để các bạn đầu tư và các bạn có thể rút về bất cứ lúc nào. Cái lãi suất của các bạn, lãi suất là 20% cho một ngày, như vậy là chỉ cần 5 ngày thôi chúng ta đã hoàn vốn rồi. Và bởi vì lãi suất rất là cao, thế nên là cái tỷ lệ chết của những cái sai dạng như thế này nó rất là nhanh. Bởi vì vậy chúng ta sẽ phải nhanh chân để chúng ta có thể đầu tư vào càng sớm càng tốt. Bởi vì các bạn để ý này, hôm nay là ngày mùng 4 nhá. Đấy, sau khoảng tầm 2 ngày nữa thì chúng ta không nên vào những cái sai này nữa. Đây là thời điểm rất là mới, thế nên là mình giới thiệu cho các bạn. Và các bạn cần phải có cân nhắc cũng như là phải có trách nhiệm trước túi tiền của các bạn nhá. Ok, đi thẳng vào vấn đề thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đầu tư vào cái site này. Site này đầu tư thì chúng ta chỉ cần có một cái ví, đó là ví Trolling, và chúng ta deposit cái Tron của ta lên cái ví Trolling này. Ok, ở đây thì mình đang có là hơn 1.000 Tron. Mình sẽ đầu tư toàn bộ số lượng Tron này vào cái site này cho các bạn xem nhé. Ok, mình sẽ vào phần Invert này, các bạn truy cập vào site và các bạn sẽ thấy ở phần Invert sẽ đầu tư toàn bộ 1.114 này. Ok, mình ấn vào phần Invert. Bạn cần để thực hiện traction. Ok, thì mình sẽ đầu tư đấy 1.111. Cái gì đây nhỉ? Hai đến năm à? Năm thì đây mình sẽ đầu tư từng này. Và nhìn nhận option đồng ý nhé, nó sẽ ra một cái thông báo là invert thành công và các bạn lót lại cho mình. Các bạn không cần lót lại nhé, số lượng Tron nó sẽ hiển thị ở cái phần đầu tư luôn và lãi suất nó sẽ tăng này. Các bạn có thể thấy lãi suất đang chạy này và cứ chỉ cần lên số lượng dương ở trên này thì các bạn có thể withdraw về thẳng ví của bạn luôn. Khoảng tầm vài tiếng thì chúng ta vào rút một lần và các bạn lưu ý nhé, lãi suất là 20% cho một ngày và 10 lên tới 15% cho lượt giới thiệu nhé. Hệ thống rep lên tới 8 tầng. Ok, đấy thì rất là tuyệt vời cho các bạn nếu như bạn nào vào sớm và có thể tham gia sớm với cái site này và các bạn đưa ra quyết định của mình để có thể tham gia nhé. Đây chỉ mang tính chất tham khảo nhé, không phải là lời khuyên đầu tư. Các bạn cần phải cân nhắc và có trách nhiệm với túi tiền của bạn. Chúc cho bạn kiếm được thật nhiều coin và thật nhiều tiền. Những gì thắc mắc không hiểu các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.